gió đã hát khúc ca thiết tha cho từng giây phút ta gặp nhau, cho yêu thương trao nhau là mãi mãi. Ngày em bước đến bên cuộc đời anh, ánh mắt ấy ngát hương gió xuân, gọi cả thế giới của bình yên. Em yêu thương ngàn lần anh muốn nói, một lời nói cảm ơn vẻ đẹp em. Cảm ơn em môi xinh rạng rỡ, cảm ơn em xinh tươi má hồng. Dường như thế giới như đang đổi thay, và anh muốn nói cảm ơn vẻ đẹp em. Cảm ơn em lung linh gọi nắng, cảm ơn em sắc hương rạng ngời, để cả thế giới sáng bừng. Một lời nói cảm ơn về đẹp em. Cảm ơn em môi xinh rạng rỡ, cảm ơn em xinh tươi má hồng. Dường như thế giới như đang đổi thay, và anh muốn nói cảm ơn về đẹp em. Cảm ơn em lung linh gọi nắng, cảm ơn em sắc hương rạng ngời, để cả thế giới sáng bừng cùng em. Và anh muốn nói cảm ơn vẻ đẹp em. Mỗi bước chân em về là ngày ấm áp của cuộc đời anh. Anh thật lòng muốn nói cảm ơn em môi xinh rạng rỡ, cảm ơn em xinh tươi má hồng. Dường như thế giới như đang đổi thay, và anh muốn nói cảm ơn vẻ đẹp em. Cảm ơn em lung linh gọi nắng, cảm ơn em sắc hương rạng ngời, để cả thế giới sáng bừng cùng em. Và anh muốn nói cảm ơn. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, bỏ thời gian cách xa đợi chờ. Đường sang nhà vang tiếng pháo vui, theo kiệu hoa có đôi phụ xe. Còn trong đời bạn bè dẫm tên, và ngoài xa đã xa thật rồi. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, lũ bạn xa chắc không được mời. Đường chim trời đầy đó bốn phương, nửa đầu non giữa đêm vượt soi. Nhờ mây trời dội mình đưa tin, rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi mình. Mùa thu còn đó, mùa đông thì chưa xa. Mùa thu sẽ đến, mùa đông rồi qua mau. Ngày vui đến gần như nhắc trời vào xuân. Mùa xuân này ta sẽ có nhau, nhớ ngày vui áo em màu hồng. Màu hy vọng tô thắm áo ai, mang tình yêu ngát trên đồng lúa. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương,
vào đầu xuân chứa chan chuyện tình đôi mình. Xuân này anh sẽ cưới em, lũ bạn xa chắc không được mời. Đường chim trời đầy đó bốn phương, nửa đầu non giữa đêm vượt soi. Nhờ mây trời dội mình đưa tin rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi mình. Hey.
trai bên gái ai nấy cũng cười thật tươi. Ngày xuân hoa lá khoe màu tươi, muôn sắc huy hoàng tô thắm cho ngày vui. Mừng tân hôn chúc chú rể mới, tôi chúc cô dâu hiền lên mối duyên trầu cao. Cô dâu duyên dáng xinh thật là xinh, bên chú rể hiền xứng lứa lại vừa đôi. Quan viên hai họ chúc mừng cho đôi vợ chồng nên mối duyên trầu cao. Ô vui quá xa bà con ơi, nhà trai là hăng hái chứ bên gái kém gì đâu. Ngày xuân ta hát câu bền lâu, ta hát khúc sùng vầy cho ngất ngây trời mây. Bà hai đang nói với thầy Tam, tôi tính á năm mà này đó cưới luôn cho thằng à Sáu. Anh tính cái cho rồi cái tôi với anh đây mằng xui. Ông xui cũng đang nói với bà xui, dâu giới để hiền mới xinh quá chị xui ơi. Chứ ngày hôm nay chuyện sắp nhỏ nó xong à rồi, nếu tiện cái tụi mình tính luôn chuyện kỳ với tôi. Trăm năm duyên tình vững bền, thương nhau để trọn đời chung sức xây ngày mai. Tương lai chung một hướng đời, cho nhau niềm vui niềm tin yêu sáng. Cho nhau môi mặn hương nồng, cho nhau nụ hồng còn chính nguyên phơi phới. Sáng năm cho một tin mừng, con cưng đầu lòng là một bé trai thật là ok. Bên gái ai nấy cũng cười thật tươi. Ngày xuân hoa lá khoe màu tươi, muôn sắc huy hoàng tô thắm cho ngày vui. Mừng tân hôn chúc chú rể mới, tôi chúc cô dâu hiền lên mối duyên trầu cao. Cô dâu duyên dáng xinh thật là xinh, bên chú rể hiền xứng lứa lại vừa đôi. Quan viên hai họ chúc mừng cho đôi vợ chồng nên mối duyên trầu cao. Ô vui quá xa bà con ơi, nhà trai là hăng hái chứ bên gái kém gì đâu. Ngày xuân ta hát câu bền lâu, ta hát khúc sùng vầy cho ngất ngây trời mây. Bà hai đang nói với thầy Tam, tôi tính năm này đã cưới luôn cho thằng Sáu. Anh tính cái cho rồi cái tôi với anh đây mằng xui. Ông xui cũng đang nói với bà xui, dâu giới để hiền nó xinh quá chị xui ơi. Chứ ngày hôm nay chuyện sắp nhỏ nó xong à rồi, nếu tiện cho tụi mình tính luôn chuyện chị với tôi. Trăm năm duyên tình vững bền, thương nhau để trọn đời chung sức xây ngày mai. Tương lai chung một hướng đời, cho nhau niềm vui niềm tin yêu sáng. Cho nhau môi mặn hương nồng, cho nhau nụ hồng còn chính nguyên phơi phới. Sáng năm cho đời một tin mừng, con cưng đầu lòng là một bé trai thật là ngoan. Ô vui quá xa trời ơi, ô vui quá xa chị ơi, ô vui quá xa anh ơi, ô vui quá xa bà ơi. Con ơi,
người từ màn thuyền buông câu hát đợi chờ. Anh chưa đổi chiếc nón và hỏi xem đây đã mấy hẹn mấy hò, mà sao người quan họ cứ xấu nụ cười thầm trong vành nón ba tầng. Và trong ta áo tư thân đi hội mùa xuân. Anh đang ở xa lắm lạ kỳ thay anh em hát dân ca, anh thấy yêu câu quan họ quê ta. Có niềm tin mang tình yêu vô bên vô bờ, lời thủy chung son sắt từ giờ cùng em câu hò hẹn hội niềm quê mình. Anh đang ở biên giới mặc dù xa anh vẫn nhớ em nhiều, anh lắng nghe câu quan họ sớm chiều. Ấy là khi những nụ xuân đang hé môi cười, là bài ca em nhắn tới người cùng em câu hò hẹn hội niềm quê mình. Màn thuyền buông câu hát đợi chờ. Anh chưa đổi chiếc nón và hỏi xem đây đã mấy hẹn mấy hò, mà sao người quan họ cứ xấu nụ cười thầm trong vành nón ba tầng. Và trong ta áo tư thân đi hội mùa xuân. Xa lắm lạ kỳ thay em hát dân ca, anh thấy yêu câu quan họ quê ta. Có niềm tin mang tình yêu vô bên vô bờ, lời thủy chung son sắt từ giờ cùng em câu hò hẹn hội niềm quê mình. Đang ở xa lắm mặc dù xa anh vẫn nhớ em nhiều, anh lắng nghe câu quan họ sớm chiều. Ấy là khi những nụ xuân đang hé môi cười, là bài ca em nhắn tới người cùng em câu hò hẹn. Mặc dù vẫn xa anh luôn nhớ bài ca, mang bao hơi ấm là cô quan họ. Mình tìm thăm quê cũ, ta nhìn đồng lúa thơm, đàn chim vui, cờ bay bay phơi phới. Mẹ anh chờ đón em, người anh thương, kết môi duyên hồng tươi, tươi thắm, kết môi duyên hồng tươi. Xa xa đàn trẻ thơ, chào nắng sớm, cùng đùa vui phơi phới. Tay anh chờ đón em, người anh thương, kết môi duyên hồng tươi, tươi thắm, kết môi duyên hồng tươi. Đêm nay trăng gặp mây,
tình yêu ngất ngây mình tròn với thời gian. Đêm nay sông tràn dâng mùa hoa bướm say tìm về gió mùa xuân. Quê anh thắm xanh bao nhiêu cô gái vui mời chào em. Xa xa đàn trẻ thơ chào nắng sớm cùng đùa vui phơi phới. Tay anh chờ đón em người anh thương, kết môi duyên hồng tươi tươi thắm, kết môi duyên hồng tươi. Về cuối sông về non xanh mình tìm thăm quê cũ, ta nhìn đồng lúa thơm đàn chim vui cờ bay bay phơi phới. Mẹ anh chờ đón em người anh thương, kết môi duyên hồng tươi thắm, kết môi duyên hồng tươi. Xa xa đàn trẻ chào nắng sớm cùng đùa vui chơi quê. Tay anh chờ đón em người anh thương, kết môi duyên hồng tươi tươi thắm, kết môi duyên hồng tươi. Đêm nay trăng gặp mây. Tiếp tục truyền tải các tư tình cảm, có lời cảm ơn chân thành của gia đình và quý vị cô dâu công tảo cũng như chú rể Việt Dũng trong khi làm lễ tân hôn gia đình. Xin thề cùng non ngàn cung biến khơi, không bao giờ gian dối lòng lừa em ơi. Hai chúng ta dẫu cho nay còn nghèo, em chẳng sợ điều gian khổ xeo nèo. Anh ước mong sao chúng ta luôn thuận hòa, dù đời nghèo mà tình yêu mang. Phương Thảo sẽ trở về với trung tâm sân khấu chính trong ngày vui hôm nay. Xin được hân hoan nồng nhiệt chào đón sự diện của quý ông quý bà, cô chú bác của tuổi bọn trẻ Lam Thánh Tứ Tú cùng trở về đây với niềm vui hân hoan hạnh phúc của gia đình. Chúc mừng hạnh phúc chào năm cho cặp tân lang thân gia nhân, cô dâu Phương Thảo và chú rể Việt Dũng trong ngày vui hôm nay. Và lần đầu tiên trong phép được làm chương trình, xin phép thay lời cho cô dâu, chú rể cùng hai bên gia đình xin được gửi tới toàn thể quý vị quan khách, quý vị quý, một lời kính chúc sức khỏe, một lời chào thân thương nồng nhiệt nhất.
Và kính thưa quý vị thân mến, phải nói rằng dù ai đi bốn phương trời, cứ đâu lịch sự được như người Hải Dương quê ta. Cảm ơn tân quý khách gần xa đến dự đám cưới của hai nhà chúng tôi. Trân trọng được mời toàn thể quý vị chúng ta cùng một định chỗ ngồi, chung vui và chúc mừng hạnh phúc cho đôi chồng. Đám cưới thì rực rỡ màu trắng màu hồng, chắc quý vị cũng cảm thấy vui lòng trong buổi trưa ngày hôm nay. Và thưa quý vị thân mến, và phải nói rằng đông về gió bấc heo may, mà cho Dũng đây lấy vợ mà Thảo đây thì lại lấy chồng, như chim khôn ăn trái nhãn lồng, như gái lấy chồng về ở đất Cộng hòa Lam Sách quê ta. Kính thưa quý vị thân mến, nói về mảnh đất Lam Sách thì Lam Sách quả thật là rất giàu, mà con trai ở đó y đông sánh bằng. Quý vị có thắc mắc hay chăng, cứ nhìn lên chú rể Việt Dũng của chúng ta là bằng chứng đây. Anh ấy trông rất đẹp trai, cao to phong độ ít ai sánh bằng quý vị ạ. Vâng ạ, còn cô dâu Phương Thảo của chúng ta thì sao ạ? Một cô giáo và của trường cấp 1 đúng không? Xinh đẹp tuyệt trần, dịu dàng dễ mến mà lại có phần đê la. Trông Thảo không khác gì chị Hằng Nga. Thiên Bồng Nguyên Soái không phải khóc quả vì yêu, mà một tràng pháo tay của quý vị cho cặp Thiên Bồng Nguyên Soái và chị Hằng Nga được không ạ? Vâng, xin cảm ơn tình cảm của quý vị rất nhiều. Và thưa quý vị thân mến, và nhắc đến tình yêu chính là nhắc đến cái duyên, cái lỡ, cái vợ và cái chồng. Vì thế rồi hai tâm hồn trẻ trung họ bắt gặp nhau, họ trao cho nhau tình cảm nồng ấm. Khi xa nhau họ thấy nhớ, khi gần nhau có khi họ quên cả lối về, và trái tim của họ mách bảo với nhau rằng họ không thể nào sống thiếu nhau được. Và để rồi ngày mai đây là ngày lành tháng tốt, được sự nhất trí cao của hai bên gia đình và được sự đồng tình của hai bên chính quyền địa phương, chiếc xe hoa mang biển số tình yêu và hạnh phúc của chú rể Việt Dũng đã chính thức cập bến đoàn quan viên của họ nhà gái trong ngày vui hôm nay. Và thưa quý vị thân mến, phải nói rằng ngày mai đây hai gia đình ta vui đón Dâu Hiền Dề Thảo, thiết tình tìm nghĩa thuyền quyền mẹ cha. Trước là vui cảnh vui nhà, sau là hạnh phúc cũng là vui duyên. Và thay lời cha mẹ như khuyên thì ngay bây giờ đây xin được mời sự diện và ngọc của hai vị đại diện hai bên gia đình sẽ cùng lúc trở về với trung tâm sân khấu chính với những tâm tư tình cảm bằng những lời phát biểu, lời xin dâu, lời cảm ơn trân trọng sâu sắc nhất. Trân trọng được mời sự diện của hai vị đại diện hai bên gia đình. Trân trọng được mời quý vị sẽ đến với tâm tư tình cảm bằng những lời phát biểu của đoàn quan viên họ nhà trai. Trân trọng được kính mời bác. Kính thưa các cụ, các bác, các ông, các bà, anh chị em, bạn hữu của gia đình cháu Thảo, hôm nay nhà trai chúng tôi như vậy được phép của chính quyền hai bên Sao Đỏ và Cộng Hòa về sự nhất trí của gia đình ông Tiến bà Tiến, bên ông Sĩ bà Huyền, và đặc biệt là được cái cặp đôi này nó hút nhau đã thành công rồi. Đó. Thế thì như vậy là hai gia đình chúng tôi đứng lên tổ chức đã thành hôn cho các cháu. Qua quá trình qua bước đầu làm thủ tục với Gia Thiên bên ông Tiến này rồi, thì bây giờ như vậy là thay mặt gia đình chúng tôi chính thức xin giao cháu cho gia đình như vậy là ông Tiến bà Tiến. Từ giờ phút này trở đi, cháu Dũng là thành viên chính thức của gia đình và cũng là thành viên chính thức của họ nội họ ngoại ông Tiến bà Tiến, cùng với cô dì chú bác và địa phương ở đây cũng là đón nhận một thành viên mới của khu vực địa phương của chúng ta. Thì mong rằng là cháu như vậy là còn tuy là lớn của gia đình nhưng mà va chạm đường đời còn ít, mong là gia đình rồi nội ngoại tộc cũng như là địa phương ở khu vực phường Sao Đỏ này, đặc biệt là khu phố này, giúp đỡ cháu, làm cho cháu hòa đồng với các cụ ở đây để như vậy là cho các cháu nó tiến bộ. Thì xin thay mặt gia đình là chúng tôi là giao, và cũng xin thay mặt gia đình là có cơi giàu rồi là chúng tôi xin như vậy là ít phút nữa thôi thì cho chúng tôi như vậy là đón cháu Thảo về làm dâu con gia đình chúng tôi ở bên đó. Xin cuối cùng là cũng chẳng biết nói gì hơn, thì xin chúc các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, bạn bè hay bạn hữu của hai cháu thì và địa phương như vậy một sức khỏe và
thành công trong mọi việc. Xin cảm ơn. Thưa quý vị thân mến, phải nói rằng con người thì có tổ có tông, nhưng cây cốc bội như sông có nguồn, cây cốc bội mới đâm chồi xanh lá, nước có nguồn với tạo hóa xanh trong. Và thưa quý vị, vừa rồi quý vị được đến với những lời phát biểu và ngọc của đoàn quan viên họ nhà trai. Và ngay bây giờ đây, xin được mời quý vị sẽ hướng những ánh mắt thân thương trở về với sân khấu chính, đến với tâm tư tình cảm với những lời phát biểu, lời cảm ơn của đoàn quan viên họ nhà gái. Trân trọng được kính mời bác. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cùng toàn thể anh chị em, bạn bè, hai cháu Việt Dũng và Phương Thảo. Trước hết, thay mặt cho họ nhà gái, chúng tôi xin gửi tới tất cả các cụ, các ông, các bà và toàn thể bạn bè của hai cháu lời chúc sức khỏe và sự cảm ơn về sự nhiệt tình có mặt tại cái buổi lễ chúc phúc cho các cháu hôm nay. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, gia đình nhà trai có cơ trầu, trước hết là xin phép gia tiên và xin phép là đón cháu Thảo về để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Thì qua quá trình tìm hiểu cũng được sự vun vén hạnh phúc của hai bên gia đình và sự đồng ý của chính quyền địa phương và cơ quan hai cháu, thì hôm nay gia đình hai bên gia đình tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Thì thay mặt cho họ nhà gái, được sự ủy quyền của các cụ, các ông, các bà bên họ nhà gái, thì xin nhận cưới chầu và cũng chính thức từ hôm nay là nhận cháu Dũng là con cháu trong nhà. Thế và cho phép nhà trai đón cháu Thảo về để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Thì một lần nữa xin thay mặt gia đình xin gửi tới lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành của gia đình đến toàn thể các cụ, công, các bà, các bác, anh, các chị và toàn thể bạn bè của hai cháu. Chúc cho các cháu hạnh phúc trăm năm, chúc cho khi hôn lễ của chúng ta hôm nay thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Và ngay bây giờ đây xin được mời hai vị đại diện sẽ tiến về trước một bước ạ, cùng bắt tay nhau trong tình cảm thân gia. Thân thiết hơn nữa thì mời hai ông ôm nhau một cái thật chặt được không ạ? Quý vị ơi, những tràng pháo tay thật lớn của quý vị ạ. Tôi xin được cảm ơn đến tình cảm của hai vị đại diện hai bên gia đình và xin được cả thay lời cho cô dâu và chú rể, chúng con xin hứa sống trọn đời ăn ở trước sau, kể cả cơm cá cơm rau, chúng con xin nguyện bên nhau suốt đời. Những tràng pháo tay của quý vị cho cô dâu và chú rể. Kính thưa quý vị thân mến, phải nói rằng tình yêu thì có đắng có cay, có chút có ngọt mới say rất lòng. Tình yêu như ngọn lửa hồng, như dòng suối nhỏ chảy vào đồng cỏ khô. Tình yêu có bến có bờ, có đợi có chờ mới có hai chữ thủy chung. Và thưa quý vị, bước chân của chú rể Việt Dũng của chúng ta ngày hôm nay đây cũng đã đi được lửa vòng trái đất, nhưng trở về với mảnh đất sao đỏ Chi Linh, gặp cô dâu Phương Thảo, người duy nhất anh yêu. Anh em không phải vì gấm lụa hay như hoa, anh em vì tính nên la thì mị, cả gia tài một đức tính cần lao. Và thưa quý vị thân mến, và tình yêu ấy ra sao và được thể hiện thế nào thì ngay bây giờ đây quý vị có muốn một điều gì đó của đôi thân lang thân gia nhân họ sẽ dành cho nhau trên mảnh đất sao đỏ này không ạ? Quý vị có muốn đúng không ạ? Một tràng pháo tay thật lớn của quý vị ạ. Vâng, ngay bây giờ đây xin được nhờ cô dâu mượn ngó hoa chút. Xin mời cô dâu và chú rể quay vào nhau một góc đi, nghe về tình cảm lắm. Cô dâu ngày hôm nay đây thì dạy học sinh rồi thì không biết là có cần những người làm chương trình hướng dẫn cô dâu và chú rể phải làm gì không? À có. Có. Thế xin hỏi chú rể là khi từ khi quen cô dâu là anh đã dành cho cô dâu nhiều nụ hôn chưa? Không đếm được. Không đếm được. Vâng, ngay bây giờ đây xin được mời cô dâu và chú rể sẽ cùng với những tư thế quen thuộc nhất của mình hôn kiểu gì nhỉ? Đứng làm anh ngồi. Xin được mời cô dâu đặt vào phần cứng của chú rể đi, bờ vai vững chãi, rất chuyên nghiệp quý vị ạ. Chú rể đặt tay vào phần mềm cô dâu ạ. À, chuyên nghiệp hơn cơ. Vâng ạ, những làm chương trình chúng tôi xin được khuyến cáo với cô dâu và chú rể như này thì để tránh trường hợp ở trên sân khấu tâm lý, thì xin được khuyến cáo tới cô dâu chú rể là trong khi hôn, cơ thể đôi bạn trẻ luôn phải thả lỏng, môi thì không được mím chặt, mắt không được nhắm hờ, miệng đặc biệt không há rộng như miệng lồi, tránh trường hợp lưỡi rơi vào cổ họng. Vâng ạ, các cháu nhỏ dưới 10 tuổi có thể xem nhưng không được bắt chiếc nha. Quý vị cùng đến với làm chương trình nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Quý vị ơi, những chào có tay thật lớn đấy ạ. Vâng, xin cảm ơn tình cảm của cô dâu và chú rể rất nhiều và xin được thay lời cho toàn thể quý vị quan khách, quý vị khách quý xin được chúc cho cô dâu và chú rể của chúng ta
trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê. Và mong rằng quý vị ạ, mong rằng chỉ một năm nữa thôi, trên mảnh đất sao đỏ cũng như mảnh đất Cộng hòa Lam Sách thân yêu sẽ luôn vang lên lời ru của cô dâu Phương Thảo ngày hôm nay rằng: ông ơi, con ngủ cho say, giờ này năm ngoái bố mày ấy tao. Quý vị ơi, có thể cho cái ấy một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Vâng, xin cảm ơn tình cảm của quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị thân mến, và trong ngày vui trăm năm hạnh phúc ngày hôm nay đây, không thể thiếu được những món quà từ một đại gia đình sẽ cùng dành tới cặp tân lang tân gia nhân. Và ngay bây giờ đây, xin được mời sự diện của ông nội cũng như bố mẹ sẽ cùng trở về với trung tâm sân khấu chính để cùng dành cho người con, người cháu của mình món quà ý nghĩa nhất trong ngày vui hôm nay. Trân trọng được kính mời. Bên giờ đây, quý vị sẽ được đến với tình cảm của ông nội ạ, sẽ cùng dành cho người con, người cháu của mình món quà ý nghĩa nhất trong ngày vui hôm nay. Và thưa quý vị, thân mến, với những giây phút long trọng và ý nghĩa thì quý vị đang được chứng kiến một đại gia đình, ông nội, bố mẹ và ít nhất thôi sự diện của các bác, các bá, đặc biệt hơn nữa của anh chị với món quà ý nghĩa nhất sẽ cùng dành tặng tới đôi tân lang tân gia nhân trong ngày vui hôm nay. Và thưa quý vị, phải nói rằng đi khắp thế gian không ai tốt được bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, là nội sứ mẫu mẹ nuôi con khôn lớn mà cả tấm thân gầy cha che chở cho con, sinh con ra nuôi con khôn lớn đến ngày con dựng vợ gả chồng, có món quà thật hạnh phúc và ý nghĩa để cùng dành tặng cho người con của mình. Trân trọng được cảm ơn tới tình cảm của ông nội, của bố mẹ rất nhiều. Xin được kính chúc ông nội cũng như bố mẹ luôn có một sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và an khang. Thân mến, và những sự diện và ngọc của quý vị ngày mai đây đó chính là những món quà vô giá để cùng dành tặng tới cô dâu và chú rể. Cô dâu Phương Thảo và chú rể Việt Dũng xin được trân trọng cảm ơn tình cảm của quý vị. Mời quý vị chúng ta cùng tự nhiên dịu trà thật nước. Và thưa quý vị, trong ngày vui hôm nay, như là chương trình chúng tôi cũng rất mong muốn nhận được những lá thư yêu cầu và những tâm tư tình cảm bằng những giọng hát hay nhất của quý vị từ miền quê hương Cộng hòa Lam Sách cũng như miền quê hương Chí Linh Xe Đỏ. Ngày mai đây sẽ cùng dành tới cặp tân lang tân gia nhân trân trọng được kính mời. Kính chúc quý vị quan khách quý vị quý của chúng ta luôn có một sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và an khang. Mặt trời
cho em. Đôi tân an thân gia nhân đã cùng mời bước quý vị hãy cho những lời cảm ơn chân thành nhất những sự diện quý vị đã không quản ngại đường xa xa xôi trở về với mảnh đất Chí Linh, mảnh đất sao đỏ thân yêu. Cảm ơn tình cảm sự diện và lòng của quý vị. Cùng trở về với mảnh đất làm sách thân yêu để chung vui và chúc mừng hạnh phúc cho đôi tân lang tân gia nhân với ngày đại lễ thành hôn chú rể Việt Dũng và cô dâu Phương Tào. Xin được cảm ơn tất tình cảm sự diện và ngọc của quý vị rất nhiều. Kính chúc quý vị luôn có một sức khỏe tình cảm, gia đình hạnh phúc và an khang. Ra đây mà xem đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng lần ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đây những vàng trao nàng đính ưa. Cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi. Đây những vàng trao tràn đỉnh nước, mong ngày mai con đàn cháu đông vui thật vui. Bà con ơi ra đây mà xem đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi. Đây những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bền lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không có ai bằng được ông xã tôi. Đây những vàng trao tràn đính ước, mong ngày mai con đàn cháu đông vui thật vui. Ra đây mà xem đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem đám cưới chúng tôi đông quá trời. Đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi. Đây những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu.
nào đến bên em. Giáng xuân tuyệt vời, xuân đã đến bên người, xin người hãy cùng em yêu xuân. Trầm của tình yêu. Ngày hôm nay, chú rể Việt Dũng, cô dâu Phương Thảo đã chính thức tay trong tay bước lên đế đài của hạnh phúc để cùng ra mắt tới toàn thể quý vị hài họ, toàn thể quý vị khách quý đã có mặt trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Và một lần nữa xin quý vị sẽ cùng dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón và chúc mừng. Vâng, và thưa toàn thể quý vị, trên sân khấu lúc này đó chính là sự hiện diện của hai nhân vật vô cùng trang trọng, vô cùng tuyệt vời, đó chính là chú rể Việt Dũng, cô dâu Phương Thảo. Hôm nay ngày 7 tháng 12 năm 2019, tức ngày 12 tháng 11 năm Kỷ Hợi, được sự thống nhất của hai bên gia đình cũng như sự đồng tình của chú rể Việt Dũng, cô dâu Phương Thảo, ngày hôm nay hai bên gia đình cùng cô dâu chú rể đã chính thức tổ chức buổi lễ thành hôn tại gia đình họ nhà trai. Và sau đây trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ cùng cúi chào toàn thể quý vị đã có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay ạ. Và tôi xin được trân trọng tuyên bố lễ thành hôn giữa chú rể Việt Dũng, cô dâu Phương Thảo chính thức được bắt đầu. Sông thì phải có bến có đò, dựng vợ cả chồng cho con thì có phải dặn dò đôi câu. Và ngay sau đây trân trọng kính mời hai vị đại diện của hai bên gia đình sẽ cùng trở lại sân khấu để có những lời phát biểu trao dâu nhận rể tới toàn thể quý vị đã có mặt trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Vâng, trân trọng kính mời hai ông ạ. Vâng, và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, trên sân khấu lúc này đó chính là sự hiện diện của hai vị đại diện của hai bên gia đình, ông Cao Văn Hào đại diện cho con viên họ nhà gái, ông Phạm Công đại diện cho con viên họ nhà trai, và một tràng vỗ tay đến từ quý vị để cùng chào đón hai vị đại diện của hai bên gia đình ạ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác và bạn bè của hai cháu Việt Dũng và Phương Thảo, trước hết thay mặt cho phái đoàn họ nhà gái xin gửi tới các cụ, các ông, các bà và toàn thể bạn bè của hai cháu lời chúc sức khỏe. Và qua đây cũng xin chân thành gửi lời cảm ơn đến sự đón tiếp nồng hậu của họ nhà trai đã dành cho phái đoàn của chúng tôi. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, hai bên gia đình tổ chức hành hôn cho hai cháu Việt Dũng và Phương Thảo. Được sự ủy quyền của các cụ, họ nhà gái thay mặt cho phái đoàn họ nhà gái, tôi xin trao cháu Phương Thảo cho họ nhà gái, cho họ nhà trai để tổ chức đã thành hôn. Và chính thức từ hôm nay thì cháu Phương Thảo là con trong gia đình nhà trai. Cháu Phương Thảo còn ít tuổi, còn trẻ, thì cũng rất mong các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể bạn bè quan tâm chỉ bảo để cháu làm tròn cái bổn phận của con dâu, cháu dâu trong dòng họ. Qua đây tôi cũng xin chúc sức khỏe đến toàn thể các cụ, các ông, các bà cũng như toàn thể bạn bè của hai bên gia đình đã không quản đường xá xa xôi về tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu Việt Dũng và Phương Thảo. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác và bạn bè của hai cháu, ngày hôm nay là được phép của chính quyền địa phương, con đồng ý của hai gia đình nhà trai nhà gái, và hôm nay gia đình chúng tôi, họ chúng tôi tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Thì qua ông đại diện cho nhà gái coi như là đã giao cháu Thảo từ nay trở đi là thuộc về gia đình chúng tôi, và chúng tôi cũng xin cảm ơn ông đại diện cho gia đình, và gia đình dòng tộc chúng tôi cũng công nhận từ giờ phút này trở đi cháu Thảo là thành viên chính thức của gia đình.
và cũng là thành viên chính thức của gia tộc chúng tôi, nội ngoại chúng tôi. Vậy mong sao các cháu như vậy là vui vẻ đoàn kết, giúp đỡ tương trợ với nhau, đùm bọc với nhau và nghe lời cha mẹ để mà thoát vợ thoát chồng, lẽ nào sao mà dâu thì dâu đặc biệt, còn cháu Dũng phải cố gắng như là vừa công tác vừa học tập vừa đảm nhiệm, bây giờ thêm một cái phần trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với vợ, cho nên là cháu Thảo cũng vậy, vui như vậy, vui duyên mới, nhưng đừng quên nhiệm vụ. Cháu là một cô giáo, làm sao dạy dỗ cô giáo các cháu cho tốt, đồng thời lại càng phải phục vụ giúp đỡ cha mẹ hai bên, cho tầm quý báu của các cô, các ông, các bà, họ và cái đã đón tiếp chúng tôi bên kia và tạo điều kiện cho chúng tôi như vậy là đón cháu thuận lợi và đưa cháu về đây. Thì anh và gia đình cảm ơn tấm lòng và cảm ơn cái sự nhiệt tình của các cô, các ông, các bà và bạn hiếu của cháu Thảo. Thầy cũng trân trọng kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng thử ánh mắt của mình lên sân khấu để cùng chứng kiến hai vị đại diện của hai bên gia đình, họ sẽ cùng chính thức bắt tay nhau kết tình thông gia. Và những tràng vỗ tay của quý vị đều hết rồi ạ. Vâng, rất tuyệt vời ạ. Và xin được kính chúc cho tình thông gia giữa hai bên gia đình luôn được bền chặt. Chúc cho chú rể Việt Dũng, cô dâu Phương Thảo trăm năm hạnh phúc. Và chúng tôi xin được cảm ơn hai vị đại diện của hai bên gia đình. Xin kính chúc hai ông luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống ạ. Xin chân thành cảm ơn. Vâng ạ, và toàn thể quý vị vừa được chứng kiến hai vị đại diện của hai bên gia đình đã có những lời phát biểu trao dâu nhận rể tới toàn thể quý vị đã có mặt trong buổi lễ thành hôn giữa chú rể Việt Dũng, cô dâu Phương Thảo ngày hôm nay. Thì hai vị đại diện của hai bên gia đình cũng đã nói, sau một thời gian tìm hiểu lâu dài giữa chú rể Việt Dũng, cô dâu Phương Thảo, thì ngày hôm nay con thuyền tình yêu của đôi bạn trẻ đã chính thức cập đến bến bờ của hạnh phúc để cùng nhau cất lên một tiếng nói chung, đó chính là hôn nhân, đó chính là hạnh phúc và đó chính là gia đình. Ở trong thời gian tìm hiểu thì các bạn trẻ cũng đã chuẩn bị được những kỷ vật thiêng liêng mà ngày hai bạn sẽ cùng chính thức trao cho nhau, chiếc vòng cầu hôn, chiếc vòng nhẫn cưới. Và xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng ánh mắt mình lên sân khấu để cùng chứng kiến nghi thức trao vòng nhẫn cưới giữa chú rể Việt Dũng, cô dâu Phương Thảo. Trang trọng thiêng liêng và ý nghĩa nhất này, chú rể Việt Dũng, cô dâu Phương Thảo, họ sẽ cùng trao cho nhau những gì thiêng liêng và tuyệt vời nhất, đó chính là trao cho nhau chiếc vòng cầu hôn, chiếc vòng nhẫn cưới. Và những tràng vỗ tay của quý vị để cùng chúc mừng hạnh phúc ạ. Hai họ cũng như cô dâu và chú rể rất vinh dự khi được đón nhận diện diện cũng như tình cảm của toàn thể quý vị khách quý đã có mặt tại đây để cùng chung niềm vui hạnh phúc với hai bên gia đình, cũng như chúc mừng hạnh phúc chú rể Việt Dũng, cô dâu Phương Thảo ngày hôm nay đã chính thức nên vợ thành chồng. Và trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị ở đây, rất mong toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng cũng như là muốn chứng kiến những tình cảm thiêng liêng mà chú rể Việt Dũng sẽ cùng dành tặng cho cô dâu Phương Thảo qua một nụ hôn yêu thương như minh chứng cho tình yêu trong sáng và bất tận của mình. Toàn thể quý vị ở dưới có đồng ý không ạ? Có đồng ý không ạ? Có thì vỗ tay to lên ạ. Còn lần quý vị ơi, vâng, rất tuyệt vời ạ. Và cô dâu Phương Thảo ạ, toàn thể quý vị ở dưới chúng ta sẽ cùng đến với MC Tuấn Thắng từ 1 tới 3. Cô dâu và chú rể họ sẽ cùng trao cho nhau một nụ hôn yêu thương, một nụ hôn nồng cháy chứa đầy tình yêu mỹ kiều, được không ạ? Quý vị ơi, 1, 3, bắt đầu. Vỗ tay thật lớn nào quý vị. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no. Những tình cảm vô cùng sâu sắc, vô cùng tuyệt vời mà cô dâu và chú rể họ đã cùng trao cho nhau qua một nụ hôn yêu thương nhưng mới chứng cho tình yêu trong sáng và bất tận của mình. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, mà đúng là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Sinh con ra để con gái mình được khôn lớn trưởng thành,
đó chính là những niềm vui, niềm hạnh phúc nhất của những bậc làm cha, làm mẹ. Để con cái mình có được ngày hôm nay, ngày vui trăm năm hạnh phúc, những bậc làm cha, làm mẹ cũng đã chuẩn bị được những món quà vô cùng ý nghĩa để cùng gửi gắm những yêu thương, tình cảm thay cho lời chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Và sau đây trân trọng kính mời những người làm cha, làm mẹ của chú rể Việt Dũng sẽ cùng trở lên sân khấu để cùng dành tặng những món quà thay cho lời chúc mừng hạnh phúc. Vâng, trân trọng kính mời. Chứng kiến những tình cảm vô cùng tuyệt vời, đó chính là những món quà vô cùng ý nghĩa mà những người làm cha làm mẹ đã dành tặng tới cô dâu và chú rể thay cho lời chúc mừng hạnh phúc. Và những tràng vỗ tay thật lớn và thật lồng nhiệt của quý vị từ hết rồi ạ. Cảm ơn. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, những chiếc bánh hình tròn thể hiện cho một tình yêu vẹn tròn, vị ngọt của chiếc bánh thể hiện cho một tình yêu ngọt ngào vĩnh cửu đến muôn đời về sau. Và sau đây cũng trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng đến với nghi thức cắt những chiếc bánh cưới vô cùng tuyệt vời. Và xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ cùng trở xuống tháp bánh và cùng cắt 3 tầng bánh hạnh phúc cho cuộc đời mình ạ. Quý vị đã chứng kiến những giây phút vô cùng tuyệt vời của cô dâu và chú rể khi họ đang cùng tay chúng tay cắt những chiếc bánh hạnh phúc cho cuộc đời mình. Và những tràng vỗ tay thật lớn của quý vị ạ. Vâng, và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, một tình yêu vẹn tròn nên được thể hiện qua nhiều cung bậc cảm xúc cũng như nhiều nghi thức trong ngày cưới, trong đó có tháp ly sâm banh. Mỗi tầng của tháp ly thể hiện cho một lời hứa, một lời thề sẽ mãi mãi yêu thương, chăm sóc và che chở cho nhau đến suốt cuộc đời này. Và xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng trở sang tháp rượu và cùng rót tràn đầy những ly rượu hồng hạnh phúc cho đời mình ạ. Của chai sân bay chiến thay cho tiếng pháo báo mừng của hoàn hình. Ngày hôm nay chú rể Việt Dũng của Dương Phương Thảo đã chính thức lên vợ thành chồng. Và những tràng vỗ tay của quý vị để cùng chúc mừng hạnh phúc cho đôi gia đình ạ. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, ly rượu hồng như dòng máu chảy trong tim sẽ chảy. Vâng, và quý vị ơi, những tràng vỗ tay của quý vị để cùng chúc mừng cho chú rể và cô dâu ạ. Vâng, và sau đây cũng trân trọng kính mời bàn lễ tân của gia đình, chúng ta sẽ cùng chuẩn bị những trà bầu thuốc đĩa trầu để cho cô dâu và chú rể họ sẽ cùng đi mời nước, mời trầu, mời trà thay cho lời cảm ơn hiện diện của toàn thể quý vị khách quý đã có mặt trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay ạ. Vâng, trân trọng kính mời. Rồi một ngày em cũng đi qua, sẽ không có tim lẻ.
Vâng, kính thưa các cụ, các bà, kính thưa các vị tân quý khách gần xa của hai họ, gia đình nhà trai và nhà gái, và đặc biệt là có sự có mặt của các anh chị em nam nữ thanh niên. Hôm nay phái đoàn nhà gái chúng tôi thì có tất cả các ông các bà đại diện cho hai họ của nhà gái, và đặc biệt là sự có mặt của các cô các chú trong cơ quan của cháu Phương Thảo đến chung vui và đưa cháu về nhà chồng. Thủ với cương vị là tình cảm vừa là bậc cha chú của các cháu Phương Thảo thì ta đây xin gửi tới các ông các bà một ca khúc về điệu trèo cổ với tựa đề là Đào Liễu. Đào Liễu có một mình, em đi đâu mãi cô nàng ơi. Đào Liễu có một mình, ấy kia hai phải đang còn cánh làng mở để nhận trình đường xa dâu bà. Chúc mừng ngày phúc cho con dâu và chú rể trong ngày vui hôm nay. I'm
là không không nhìn thấy mặt đâu rồi. Mà các em ở dưới có muốn được đón nhận đóa hoa từ cô dâu và chú rể không? Và bây giờ cô dâu chú rể sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rồi ạ. Các bạn ở dưới sẵn sàng chưa? Hoa tôi sẽ đếm từ 1 đến 3. Cô dâu chú rể sẽ cùng nắng hoa tươi thắm, sẽ cùng gửi tới một bạn may mắn nhất có mặt trong buổi lễ tân hôn ngày hôm nay. Và cô dâu chú rể chuẩn bị 3, 2, 1 bắt đầu. Và xin chúc mừng anh Minh Đức là em của chú rể, đúng là sắp cưới đấy, bắt được hoa luôn rồi các bạn. Tình cảm vô cùng tuyệt vời của quý vị đã có mặt trong buổi lễ thành công ngày hôm nay. Và xin kính chúc chúng ta để quý vị cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Sánh đôi hạnh phúc nói cười chỉ mong thế thôi, đến tận cuối cùng từng giây phút trôi, ánh mắt rạng ngời cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời. Và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình, để rồi mỗi sớm mai khi thức dậy anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi vì em yêu anh.